Xin chào các bạn. Thì việc clip này thì mình xin giới thiệu các bạn một cái cách mà làm một quyển sách trong cái thư viện bách khoa mở của Wikipedia. Thì chắc cái thư viện này thì ai cũng biết, đây là một thư viện mở mà có rất nhiều tài liệu ở trong này. Rồi, để đây những cái thư viện của chúng ta đã thấy thì chúng ta có thể mở tài khoản và đăng nhập, thì không mở tài khoản đăng nhập thì cũng không sao, không có cũng không sao. Thì ở đây thì mình hướng dẫn để tạo một cái cuốn sách riêng mình, để mình có khi nào rảnh rỗi thì mình đào hoặc là mình mở đây mình đọc. Thì ở đây để khởi tạo thì trước tiên các bạn vào trang Windows VN này. Đây trang như thế này, Wikipedia. Thì đây có nhiều chế độ tiếng, nhiều ngôn ngữ khác nhau, thì mình chọn ngôn ngữ tiếng Việt thì nó có chữ VN VN trước này, có chữ VN trước. Thì sau khi mà chúng ta vô cái trang này, trang chủ của nó, thì các bạn kéo xuống ở cái mục in xuất ra này, các bạn khởi khởi chạy cái chế độ này, tạo một cuốn sách này. Đây ví dụ mình muốn tạo thì khởi chạy này, khởi chạy. Thì đây sau khi khởi chạy thì chúng ta có thấy cái được là tạo bộ sách này. Và đây nó có cái hình dấu cộng này. Ví dụ như đây mình tạo một cái quyển sách nói về Hồ Ông Thoại và núi Sập An Giang. Ví dụ như là Hồ Ông Thoại. Đây. Sau khi mình tìm kiếm nó chính xác rồi, mình nhấn vô đây. Để thêm vào sách này. Đâu, xong mình tới, mình tiếp tục mình đánh như là núi Sập. Đây đó là nó là cái địa danh của núi Sập này. Đây mình thêm vô cái nữa, Thoại Sơn. À thêm vô, tùy các bạn thêm bao nhiêu là cũng được. Như là mình tìm hiểu về An Giang, nhấn giờ đây mình thêm đó, mình tạo sẽ được núi Sập rồi Thoại Sơn rồi An Giang. Đây nó sẽ ra cái lịch sử cho chúng ta. Rồi sau khi mà chúng ta đã tạo xong, nếu mà các bạn cần thiết thêm nữa thì các bạn tìm kiếm cái từ khóa trong này, dữ liệu ở trong cái bách khoa này là rất là nhiều và có độ chính xác rất là cao. Sau khi chúng ta tìm dữ liệu xong và chúng ta sang xem đề, sang xem sách này. Đây chúng ta tạo tiêu đề nhá, tựa đề này, như là tìm hiểu Thoại Sơn Giang. Đây chúng ta có thể chọn khổ giấy cho chúng ta xem. Đây mình chọn đây số cột này, mình tạo chọn một cột cho dễ xem. Ở đây nó có cái chế độ mà tải về chế độ đây PDF, mình nhấn vô tải về. À, để nó tải xong rồi nó sẽ báo cho chúng ta. Rồi sau khi nó nói này, rồi chúng ta ấn như đây để tải nó về này, tải về máy tính để chúng ta khi mà chúng ta không có mạng hoặc chúng ta cần để
dữ liệu để xem, thì chúng ta có thể mở cái file này lên một cách dễ dàng. Thì cái tiện ích này thì rất có lợi cho các bạn nào mà muốn làm một cái tài liệu gì đó. Đây mình download nó về Excel nè. Đây mình xem nó vào đâu đây. Xem nó vào màn hình laptop đi. Xem. Đây. Sau khi mình nó xong mình tắt nó đi là được rồi. Về màn hình laptop mình xem. Đó là chụp. Đây. Chúng ta có thể thấy tiêu đề của nó có luôn trong mình luôn nè. Là tìm hiểu về núi Sập này, Thọ Sơn An Giang. Và đây nó có mục lục này, đây là đặc điểm mà khu du lịch, xem thêm, chú thích hoặc là gì đó, mình nhấn vô đây thì nó tới cho chúng mình à. Rất là tiện và rất là hay. Ví dụ như là Thọ Sơn Giang, vị trí địa lý này, rồi các bạn có thể tìm chọn lọc những dữ liệu mà mình ưa thích và tạo cho mình một cuốn sách riêng mình và share cho các bạn trên mạng hoặc các mấy các bạn mình cho xem thành một cái cuốn sách cho riêng của mình. Rồi xin chào các bạn và hẹn các bạn trong clip sau nhé.